Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn món mứt khốm ha, không cần lò nướng nha. Nguyên liệu thì chúng ta một muỗng canh ớt, một muỗng cà phê muối với 110g đường, tất cả chúng ta trộn chung. Khốm thì chúng ta xắt khoanh khoảng 5 mm ha, cho nó vừa ăn, các bạn phơi nó mau khô ha. Lần trước thì mình sấy, nhưng lần này hướng dẫn cho các bạn không có lò sấy, chúng ta có thể phơi nắng ha, rất là dễ làm luôn các bạn, rất là nhanh luôn, phơi 2 ngày là bắt đầu nó khô đó các bạn. Khóm chúng ta xắt khoanh khoanh vậy các bạn, hai trái khóm này tầm 1 kg các bạn, thì chúng ta 100g đường ha. Rồi chúng ta ướp tất cả vô chung đây, để vô tủ lạnh một đêm ha. Giờ này cũng chiều rồi, mình bỏ vô đây mình ướp, đi sáng mình đem ra mình sên rất là lẹ các bạn, ướp gãy cho đều vậy các bạn. Một muỗng cà phê muối được rồi, nó mặn quá nó mới ngon. Rồi với một muỗng canh ớt bột Hàn Quốc đó các bạn, ớt bột Hàn Quốc nó có cay, còn ớt bột mình ở đây nó cay, ăn gắt cổ nóng. Như mình ướp đều đi rồi mình đậy nắp lại để cho nó thấm một hồi, mình đã để tủ lạnh ha, để tủ lạnh qua đêm. Khóm mình sau khi để qua đêm các bạn, nó ra nước thật là nhiều nè các bạn. Bây giờ mình bắt cái chảo lên mình sên cho nó cạn nước lại bớt ha, mình dắt nước vô cái chảo, mình bắt lửa lên mình sên cho nó kẹo lại, trong khi nó hơi sạch sạch lại thì chúng ta mới đổ khóm vô ha, chứ không có đổ dùng lượt sên lâu các bạn, nó sẽ bấy nó, rồi nó kẹo gì nè. Mình bỏ từ từ vô, mình chở qua chở lại chứ mình không có trộn nha các bạn. Đó, khi nào nó rút hết nước vô vậy nè, làm cách này thì khóm mình nó ngọt hơn cái cách nướng. Rồi sau khi nó cạn vậy thì mình lấy cái dĩa ra, mình gấp ra mình phơi nắng, phơi nắng 2 ngày là nó khô nó dẻo rất là ngon luôn các bạn, làm rất là lẹ, ăn rất là ngon luôn. Cái này nó chua chua ngọt ngọt, còn cái khóm mình sấy mình bỏ cái nước đi rồi nó không có thơm bằng cái này, nó không có ngọt bằng cái này, này chua chua ngọt ngọt. Khóm làm cách hai rất là đẹp các bạn, mình ngào đường xong rồi cái mình đem đi phơi các bạn, phơi nắng 2 nắng là bắt đầu nó màu lên đẹp quá trời nè các bạn, khô rồi đó các bạn, ăn chua chua ngọt ngọt rất là ngon nha.